Là cái gì ta? Là đắng. Đúng là đắng ở quê đâu? Yên Thành. Lá lằng. Lá lằng. Quê cho gọi lá lằng. Hay còn gọi là ngũ gia bì chân chim. Cái này là thứ nhất là cái lá của nó để mà nấu canh ăn, giúp cho tiêu hóa tốt và giải giải rượu. Bị say rượu người ta lấy cái này nấu canh ăn tốt lắm. Ngoài ra cái vỏ của nó gọi là vỏ ngũ gia bì thì phải là những cây to, cái to bằng này, người ta lấy cái vỏ nó dày lắm. Ngũ gia bì em bốc rồi em biết, nó rất là dày. Thì là vỏ của cái này. Trong nhóm này nó có một số loài nhưng mà cái này gọi là cái chuẩn nhất. Cypriella octophylla. Và bây giờ nó ghép cả heptophylla vào một. Là cái ngũ gia bì. Còn cái này là cái gì? Khổ sâm cho lá.